Hi, chào anh em Bảo, xin chào nước, mình là Từ Lũ NC8. Lửa vui, lửa buồn quay trở lại các bạn trong video Orbito ở server số 60. Đây là một trong những app mà luôn tạo ra những nghịch lý. Mà mình nói thật với các bạn là cùng server với bạn ý rất lâu rồi nhưng mà cũng khá là khó hiểu. Tổng lực chiến của bạn ý đang là hơn 17,7 triệu, xếp hạng 8 toàn server, còn thua cả mình và rất nhiều người khác. Nhưng vẫn có một cái vị trí top 2 cực kỳ gọi là chắc chắn. Mình vừa mới đánh 3 trận thì tỷ lệ thắng với một hit màu gần như 100%, mình thấy thắng quá dễ. Còn soi 2 trận với Abdullah thì có một trận thắng và một trận thua. Đấy, nên là nó cũng có tỷ lệ thôi. Có điều đối đầu với một người chơi mà có chỉ số lực chiến vượt lên đến tầm 30-40% như thế này, và đội hình toàn một loạt các võ sĩ gọi là ngôi sao hạng A mới tinh như thế này, thì có tỷ lệ thắng thôi mình nghĩ là rất thành công rồi. Cấp VIP của Orbito hiện nay mới chỉ là cấp VIP 13, còn siêu lợi tức hơn nửa tháng nữa. Cũng tiết lộ thêm với các bạn là hạc này, tất cả các khoản nạp thì đều là mình nạp, nên các bạn mua về thì cực kỳ yên tâm về khoản bảo mật nha. Đấy. Về trạng thái bát môn, hầu hết các võ sĩ đều là ở trạng thái thất môn, bao gồm Adquisition, Benny thì tứ môn, lục môn, Athena tứ môn, còn hội khác toàn thất môn hết rồi các bạn ạ. Thế mình nghĩ rằng một trong những điểm mà hạc này có thể nói khác biệt so với hạc khác đó là các võ sĩ quan trọng đều là trạng thái thất môn. Thất môn chứ không phải lục môn các bạn nhé. Hai con còn lại phụ thì chỉ có tứ môn thôi. Đấy, Mai và bên Mai và Athena. Viện trợ thì ở đây không gọi là quá đặc sắc đâu. Nhiều người chơi khác cũng có những con viện trợ như thế này. Điều đặc sắc và tạo ra sự khác biệt mình nghĩ nó ở phần bộ hồn lực lam. Bạn ý không sử dụng khô héo vì không có. Thay vào đó thì dùng cái hồn lực lam hỏa thần dành cho Mai. Các hội khác thì nói thật là rất bình thường. Omega Dugo bảo tổ 5 sao, sói 5 sao. Thậm chí kiều chỉ có 3 sao thôi các bạn ạ. Benny Maru là phong ấn. Và cuối cùng là Adquisition ở trạng thái đông lạnh 5 sao. Tất nhiên đây là hồn lực lam chủ đạo, gắn cho võ sĩ chủ đạo quan trọng nhất. Tổng lực chiến là hơn 17 triệu, chưa đến 18. Thì đồ nó cũng chỉ trạng thái ngon thôi, chứ nó cũng chưa thể gọi là mắc pin. 2 viên 2 trên 6 bộ rune dung hợp. Đấy. Đây là trang phục à? Không quan trọng. Đây là cái gì nhỉ? À quên, cái này gọi là kỹ thuật Nest. Đấy, vẫn còn khá nhiều viên vàng các bạn nhé, nhưng không, chưa phải là full đỏ đâu. Tôi nhớ của tôi còn gần full đỏ, ông này còn xa tôi khá nhiều. Hai tính năng mới là ấn ký tứ hồn và Orochi Power cũng ở mức độ vừa thôi. Đây là bạn ấy đã tiêu tốn kim cương cho rồi, đủ 4 bộ nhưng mà nó chưa được cao. Orochi Power thì mới mở đến cổng số 4 trên 8 cổng. Đấy, các bạn nhìn thấy dư địa gia tăng thực lực của ả vẫn còn rất nhiều luôn. Và bây giờ top rất là cao rồi. Mình không dám bàn nhiều về thú thật, bị áo hiểu sao bằng một cách nào đó nó lên cái tầm cao như thế này luôn. Ảo thật. Đồ cho ạc thì vẫn còn rất dư giả. Kim cương thì đủ full mèo. Mạnh vạn năng, đá bỏ qua môn, thứ thoải mái để các bạn thay thế võ sĩ. Gợi ý của mình cũng như bạn chủ ạc đều là thay Mai vào vị trí cao vậy. Các bạn nào mua ạc thì sẽ có nhận được sự tư vấn một một tới từ bạn chủ ạc để có sự yên tâm trong quá trình đồng hành nhá cùng với server này. Thật ra là trong khu vực hạng đầu 1-2-3 này thì các bạn thấy cảm thấy hơi vất vả thôi, chứ còn đâu từ hạng 4 trở đi hạng này không cần phải canh đâu. Một hit bay màu được chiến cao hơn nhưng còn lâu mới chạm được đến Orbito. Hội khác của là duy nhất thì còn lâu. Toàn bộ thông tin hạng mình đã check xong. Đây top đầu trường, bạn ấy không online mất 2 ngày vẫn các chân top 3, vào ánh phát thì lên top 2 ngay. Nên đây là một top mà nó là thực lực đấy, chứ không phải là dựa vào sự may mắn đâu nhá. Toàn bộ thông tin nào mình đã check xong. Bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần link comment mình ghi ở mô tả, có comment ở đầu video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.